thì New Zealand là một đất nước phát triển nằm ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, và New Zealand từng là nước có đời sống và thu nhập cao nhất ở thế giới trong những giai đoạn Thế chiến thứ hai. Và vào thời kỳ đó thì đây là nơi cung cấp sản lượng nông nghiệp chính cho cả thế giới như là bơ, sữa và thịt cho đến những năm 80 của nền kinh tế suy thoái. Nhưng mà New Zealand thì vẫn nằm trong top 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Chính những ưu điểm này đã khiến New Zealand trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều du học sinh. Nhiều phụ huynh mong muốn cho con mình theo học tại đất nước phát triển ngay từ nhỏ. Và hôm nay thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu đến với các bạn về trường Marlborough College. Thì trường Marlborough College cung cấp chất lượng cao trong giáo dục của New Zealand. Sinh viên quốc tế của trường thì có cơ hội để trải nghiệm thành công với một loạt các lựa chọn học tập để phù hợp với tất cả mọi người. Và trường thì có kinh nghiệm giảng dạy và đội ngũ giáo viên thì làm việc chăm chỉ để đảm bảo các nhu cầu của tất cả sinh viên của trường thì được đáp ứng. Vậy thì lý do nào các bạn nên chọn trường Marlborough College? Thì trường cam kết cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao cho sinh viên của mình. Và trường thì tin rằng điều quan trọng là làm việc hướng tới sự xuất sắc trong học tập, văn hóa, lãnh đạo, dịch vụ thể thao và đấu trường. Sinh viên tốt nghiệp tại trường thì có thể theo học tại các trường đại học trên toàn thế giới như là New Zealand, Úc, Đức, Mỹ hay là Anh. Và trường thì cung cấp homestay chất lượng. Trong đó thì các bạn sinh viên quốc tế của trường được ở với gia đình người bản xứ. Họ sẽ chăm sóc và xem sinh viên của trường là một phần trong gia đình của họ. Các bạn sinh viên còn có thể tham gia các sinh hoạt gia đình và các chuyến đi dã ngoại cùng với người bản xứ. Và chương trình ESL của trường thì giúp cho các bạn học viên có thể nâng cao trình độ với các giáo viên chất lượng. Lớp học thì nhỏ để đảm bảo rằng tất cả các bạn học sinh đã đạt được cái trình độ tiếng Anh một cách tốt nhất. Và Marlborough College là một trường học an toàn, bạo lực, phân biệt chủng tộc thì không được chấp nhận tại nơi này. Và đồng phục cũng như là áo của tất cả các học sinh thì có nghĩa là tất cả mọi người đều được đối xử bình đẳng và như nhau. Với 1.000 sinh viên thì trường có các giáo viên và nguồn lực để cung cấp một chương trình giảng dạy rộng cho tất cả các đối tượng. Trường cung cấp một loạt các hoạt động văn hóa, lãnh đạo, dịch vụ, thể thao ngoại khóa để có thể cung cấp cái cơ hội cho tất cả các bạn sinh viên có thể trải nghiệm thành công để hoàn thiện các kỹ năng làm việc độc lập cũng như là làm việc nhóm. Marlborough College có cơ sở vật chất công nghệ thông tin hiện đại, bao gồm máy chiếu dữ liệu trong mỗi lớp học, phủ sóng không dây của toàn bộ trang web học cho các phép sinh viên có thể truy cập vào Internet. Thì trường cũng được kết nối với club, một mạng lưới băng thông rộng với tốc độ cao, một phòng máy tính cung cấp phần mềm, một nhà hát kịch được trang bị đầy đủ, những phòng tập thể dục cùng với là một trung tâm thể dục và phòng khiêu vũ, với 8 phòng thí nghiệm khoa học, có một thư viện với phòng máy tính kèm theo, cũng như là bên cạnh đó thì còn có hội trường, trung tâm trồng trọt để có thể nuôi cây và chăm sóc vườn trường và dây leo của trường, nhà ăn và cửa hàng đồng phục thì ở trên trang web. Còn về chương trình giảng dạy thì trường có những cái chương trình như là chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai là ESL. Thì Marlborough College có các khóa học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai được thiết kế để phát triển kỹ năng đọc, viết cho các bạn sinh viên quốc tế của trường. Họ sẽ tập trung vào nghe, nói, đọc ngữ pháp và viết luận. Có các cấp độ khác nhau của lớp học ESL và tùy vào trình độ của học viên mà các bạn sẽ được sắp xếp vào cái lớp học thích hợp. Ngoài ra thì trường còn chuẩn bị cho các bạn học sinh các kỳ thi tiếng Anh như là TOEIC, TOEFL hay là IELTS. Còn về chương trình giáo dục ngoài trời thì New Zealand nổi tiếng với một môi trường đẹp và trường thì khuyến khích sinh viên quốc tế của trường có những cái trải nghiệm đầu tay với các hoạt động này. Và chương trình giáo dục ngoài trời của trường thì cho phép các bạn sinh viên có thể là học các kỹ năng bao gồm là đi bộ trong rừng rậm, đi thuyền kayak, leo núi, đi xe đạp, vượt sông và trượt tuyết. Các bạn sinh viên còn có cơ hội để khám phá hồ và tham gia các chương trình giáo dục ngoài trời của trường ở khu vực Marlborough. Còn về các khóa học nghệ thuật thì để cung cấp các cơ hội cho sinh viên trong việc phát triển kỹ năng kịch và âm nhạc của họ. Các bạn sinh viên có thể tham gia vào những cái lớp như là thiết kế đồ họa, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn Mario, nghệ thuật biểu diễn Pacifica và nhiếp ảnh. Ngoài ra cần thêm thông tin gì nữa các bạn cũng có thể truy cập vào website tân-đại-duong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ mời du học của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương mời các bạn cùng trò chuyện với em Trần Thiên Phúc vừa nhận được visa du học New Zealand. Và ngay bây giờ đây thì mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trò chuyện nhé. Chào Phúc. Dạ, chào chị. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân em? Mình tên là Trần Thiên Phúc. Mình hiện đang là sinh viên của trường Đại học Hasen. Mình 24 tuổi. Hiện tại thì mình vừa mới nhận được visa của bên New Zealand. Và mình sẽ đi New Zealand trong tháng 9 này. Mình có sở thích cá nhân là xem phim, chơi game, nghe nhạc, thỉnh thoảng mình cũng đi đá banh với các bạn. Vậy thì qua bên New Zealand mình sẽ học trường gì bên đó em ha? Em sẽ học trường Media Design School.
Trường này chuyên về 3D, thiết kế đồ họa và nói chung là những cái mảng về art. Và em sẽ chọn học ngành về ngành thiết kế 3D. Vậy là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ. Vậy em chia sẻ với các bạn là cái kế hoạch học tập của em á, khi mà học ở sân ở New Zealand thì như thế nào? Trước hết thì cho em chưa đủ điểm IELTS cho nên em sẽ học tại một trường Anh văn trước khi em học chuyên ngành tại trường. Về học Anh văn thì em sẽ học ở đó 3 tháng, sau đó em sẽ chuyển tiếp vô học tại chuyên ngành của trường 3 năm. À, lúc nãy em có giới thiệu là em sẽ nhập học vào tháng 9 này. Dạ. Thì không biết là mình đã chuẩn bị hành lý của mình tới đâu rồi? Dạ, thì em cũng chuẩn bị những vật dụng cơ bản của em. Và em cũng mang thêm nhiều bút chì ngòi, giấy A4. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Ban đầu thì chị Huệ đưa em một list rất là dài, em cảm thấy khá vân vân. Nhưng mà sau đó em chia nó ra xong rồi em đi nộp nó theo từng phần thì em thấy cũng không có nhiều lắm, cũng là những giấy tờ cơ bản cần thiết để đi du học. Chị Huệ rất là nhiệt tình, chị hay chị hay hối em làm nhanh để kịp tiến độ chứ không có để dây dưa, tại vì em còn nhiều việc khác cho nên em chỉ có thể rảnh vào cuối tuần. Cho nên việc làm giấy tờ cũng mất em khá nhiều thời gian. Em thấy các anh chị rất là thoải mái, cởi mở, vui vẻ. Vậy là cái dự định của em sau khi học xong tại New Zealand thì như thế nào? Dự định là sẽ trở về đây để làm việc. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phúc trong buổi trò chuyện ngày hôm nay ha. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc em sẽ đạt được những cái ước mơ trong tương lai của mình. Dạ, cảm ơn chị. Chương trình chia sẻ mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Và để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhập học thì các bạn hãy liên hệ với Tân Đại Dương theo địa chỉ quận 1, quận 5 hay là Nha Trang. Để tham khảo thêm những chia sẻ của những bạn du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại!